Tử vi tuổi Bình Dân 1956 tháng 7 âm lịch. Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Giá Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Giá Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, những người tuổi Bình Dân sinh năm 1986 từ đầu năm đến nay gặp phải không ít những gian truân, vất vả. Cho dù nỗ lực đến mấy, nhưng thời điểm này vẫn gặp những khó khăn nhất định trong cuộc sống. Tuy nhiên, từ tháng 7 âm lịch trở đi, họ lại là một trong những con giáp vô cùng may mắn, được thần tài chiếu cố, ban lộc trời, khiến cuộc sống của họ quay mắt 180 độ. Cũng chính bởi thế mà họ luôn là đối tượng bị những người khác ghen ghét, đố kỵ, nhưng cũng không kém phần nể phục. Bằng sự nhạy bén và thông minh của mình, họ đã vượt qua tháng 7 âm lịch, tháng mà dân gian vẫn gọi là tháng cô hồn, tháng của âm binh, quỷ dữ, để bứt phá thành công trong cuộc sống. Những may mắn của họ không phải là từ trên trời rơi xuống, mà chính là những điều đã tạo nên tên tuổi và thành công cho con giáp này. Vậy tại sao những người tuổi Bình Dân lại có những may mắn và đạt được thành công vang dội như vậy? Để giải đáp vấn đề trên, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi bài phân tích và luận giải về các hung nạp vận của con giáp này trong tháng 7 âm lịch. Mời quý vị hãy cùng theo dõi video ngay sau đây. Đầu tiên là phần tổng quan của gia chủ tuổi Bình Dân trong tháng 7 âm lịch năm 2021. Người tuổi Bình Dân 1986 có mệnh là Lộ Trung Hỏa, là người tính tình thẳng thắn, đã nói là làm. Họ làm việc rất nghiêm túc, có tinh thần trách nhiệm cao, tài năng có thừa, lại thông minh ham học hỏi. Nhưng việc họ đã quyết thì dù thế nào cũng không từ bỏ, phải cố gắng thế nào cũng nhất định làm đến được mới thôi. Đã nghiên cứu vấn đề gì, người tuổi Bình Dân sẽ đào sâu tìm tòi, hiểu thật cặn kẽ mới thôi. Gặp được những người chung chí hướng hay sở thích, họ sẽ thao thao bất tuyệt, nói không ngừng về ý kiến của mình. Trời sinh thông minh đĩnh ngộ, phản ứng lanh lẹ nên thời cắp sách đi học. Thành tích học tập của người này thường đứng đầu lớp, là học trò cưng của thầy cô. Họ thích các hoạt động ngoại khóa, cũng năng nổ nhiệt tình tham gia các hoạt động tập thể. Bình Dương Hỏa gặp Bình Dương Hỏa nên được gọi là tỷ kiên, nghĩa là ti hòa với bản mệnh. Trong tháng này, những người tuổi Bình Dân cần đề phòng có tranh chấp với mệnh chủ hoặc bạn bè người thân quanh mình. Cũng cần cẩn trọng có tiểu nhân quấy phá sẽ ảnh hưởng không nhỏ công việc của mình đang tiến hành. Ngoài ra, mệnh chủ cần nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, hoạt động thể dục, thể thao, tránh quá sa đà vào công việc khiến đầu óc căng thẳng, thân thể suy kiệt, dẫn tới bạo bệnh. Để không bị tiểu nhân ám hại, cần con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc, những gia chủ tuổi Bình Dân nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đây được coi là pháp khí hiệu quả nhất hiện nay, có tác dụng kích con đường công danh, tài lộc, giúp các gia chủ chớp thời cơ, nắm cơ hội, thành công. Minh quang pháp bảo là pháp khí của nhà Phật, được ra đời trên nền tảng chất lọc những tinh hoa, trường khí tốt, giúp vạn sự hanh thông, tốt lành. Đồng thời, đây cũng là vật phẩm hỗ trợ kích đào hoa, tình duyên hiệu quả cho gia chủ Bình Dân. Đặc biệt, phong minh quang pháp bảo cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ tuổi Bình Dân để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của gia chủ tuổi Bính Dần trong tháng 7 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Tháng này là tháng khó khăn đối với mệnh chủ tuổi Bính Dần sinh năm 1986. Công việc của mệnh chủ bắt đầu sa sút, bản mệnh gặp phải đủ chuyện phiền phức rắc rối, không thể nào kiểm soát được tình hình. Dù bản mệnh đã cố gắng để có thể đảm bảo được tiến độ công việc, nhưng không được như ý. Bản tính thiếu quyết đoán nên có khi đứng trước cơ hội trời cho, mệnh chủ lại chẳng hay biết. Thay vì tin lời người tốt thì lại nghe theo kẻ xấu, cuối cùng mọi sự đều hỏng bét. Quá cảm xúc trong chuyện cần đến lý trí, những chú ngựa sẽ mắc sai lầm. Con đường công danh sự nghiệp vì thế mà vừa khởi sắc đã có dấu hiệu suy giảm. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp năm 2021, thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất
giúp hóa giải xung sát, cho 10 quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải những thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với mệnh chủ, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Bính Dần để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc, tiền bạc. Do công việc không thuận lợi nên tiền không đủ dùng. Nếu mệnh chủ thiếu tiền, tốt nhất nên nhờ sự giúp đỡ của người thân hoặc bạn bè thay vì chọn một khoản vay, bởi có thể khiến mệnh chủ bị lừa đảo. Tháng này, tốt nhất mệnh chủ nên lên kế hoạch cho tháng sau để tăng thu nhập, duy trì tài chính. Cần thận trọng, không hành động bốc đồng. Mệnh chủ cần phải lập kế hoạch tài chính cho mình, giảm bớt những chi phí không thích đáng. Cần phải nhìn xa trông rộng, đừng dễ dàng thỏa mãn bản thân mình mà về sau lại phải hối hận. Ngoài ra, để kích vượng vận tài lộc, mệnh chủ cần mang theo bên mình pháp khí phong thủy nhà Phật, bát bảo, tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh, phận hạn và kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập ở xung quanh. Từ đó, pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn, chiêu tài lộc cho mệnh chủ. Đồng thời, khi mang pháp khí bên mình sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ, phát triển sự nghiệp, việc đầu tư và làm ăn trong thời gian sắp tới. Thứ ba, về tình cảm, gia đạo. Tháng 7 này, do ngũ hành xung khắc, ảnh hưởng không nhỏ tới tình cảm của đôi lứa. Hai người không chịu đứng vào vị trí của nhau để tìm hiểu cho đối phương, nhưng có thể tranh cãi xảy ra liên miên. Người chưa có gia đình cần phải cẩn trọng, chu đáo trong cách ứng xử, giữ tình cảm tốt đẹp để có được nhân duyên tốt. Ai đã có gia đình nên trân trọng người bên cạnh, đừng có mới nề cũ để mọi chuyện xấu đi. Cũng nên cẩn thận có người thứ ba xen vào chuyện tình cảm tốt đẹp, nếu cứ giữ mãi tư tưởng so sánh thiệt hơn. Bên cạnh đó, mệnh chủ cũng xây dựng được những mối quan hệ hài hòa, những người trước nay vẫn thân thiết có thể chính là quý nhân của mệnh chủ, giúp mệnh chủ vươn tay chạm đến cơ hội hiếm có vào thời điểm này. Trong tháng 7 âm lịch, gia đình mệnh chủ sẽ gặp những xích mích, cãi vã, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ của gia đình, hãy giữ bình tĩnh, tìm lối giải quyết vấn đề còn tồn đọng thâu đáo nhất, tránh làm sứt mẻ tình cảm của gia đình. Đồng thời, mệnh chủ nên dành thời gian nhiều hơn để tâm sự, chia sẻ tâm tình vợ, chồng, mình để có thể giải quyết các mâu thuẫn, những hiểu lầm đáng tiếc giữa hai người. Là bậc làm cha, làm mẹ hay là những tấm gương tốt để con cái noi theo. Chính vì vậy, để kích hoạt vận đào hoa, thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ tuổi Bính Dần hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo hoặc vòng tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất. Với năng lực pháp khí bên mình sẽ luôn đả thông được năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia, giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đồng thời, những mệnh chủ đang độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm Tân Sửu. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Vận trình sức khỏe của gia chủ tuổi Bính Dần theo tử vi tháng 7 âm lịch cho rằng tình trạng không được tốt. Gia chủ tuổi Bính Dần thường cảm thấy đau đầu, chóng mặt, mất ngủ, ngủ không ngon giấc. Nên nhanh chóng đi đến cơ sở y tế gần nhất để thăm khám, kiểm tra sức khỏe, tránh những hậu quả đáng tiếc. Nên cân bằng cuộc sống và công việc, đừng tự tạo quá nhiều áp lực cho mình. Tuổi Bính Dần có khả năng mắc các bệnh liên quan đến tim mạch nên phải hết sức đề phòng những nơi tối tăm, ẩm thấp, những nơi u uất, không nên qua lại nhiều, tránh ức chế những chuyện vô bổ. Việc khám sức khỏe định kỳ thường xuyên, hơn nữa tập thể dục, chế độ ăn uống, có chế độ tốt, điều dưỡng cơ thể. Các gia chủ tuổi Bính Dần sinh năm 1986 hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại may mắn, kỵ tà, hóa sát, mang lại bình an, sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú, xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của mệnh chủ, Bính Dần. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ cùng quý vị những ngày cát lành và đại kỵ trong tháng 7 âm lịch, để gia chủ tuổi Bính Dần có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi. Tháng 7 âm lịch được bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 7, kết thúc vào ngày 30 tháng 7, từ ngày mùng 8 tháng 8 đến ngày mùng 6 tháng 9 dương lịch.
tháng Bính Thân, Nạp Âm, Sơn, Hạ Hỏa, tháng Thân, Lục Hợp Tỵ, Tam Hợp Tý, Thìn Thành, Thủy Cục, Xung Dần, Hình Dần, Hình Hợi, Hại Hợi, Phá Tỵ, Tuyệt Mão. Đối với những người tuổi Bính Dần trong tháng 7 âm lịch, thứ nhất là ngày âm lịch mùng 9 tháng 7, tức ngày 16 tháng 8 dương lịch, Nạp Giáp, Bính Thân. Thứ hai, ngày âm lịch 21 tháng 7, tức ngày 28 tháng 8 dương lịch, Nạp Giáp, Mậu Thân. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của những mệnh chủ Bính Dần. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý đến sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, cách công danh, tài lộc, tình duyên, gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đồng thời, nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, trong tháng còn có một số ngày cát lành để gia chủ tuổi Bính Dần tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng. Hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm tốt để có thể tiến hành công việc. Thứ nhất, ngày âm lịch 12 tháng 7, tức ngày 19 tháng 8 năm 2021 dương lịch, Nạp Giáp, Kỷ Hợi, Nạp Âm, Bình, Địa Mộc. Thứ hai, ngày âm lịch 24 tháng 7, tức ngày 31 tháng 8 dương lịch, Nạp Giáp, Tân Hợi, Nạp Âm, Thoa, Xuyến, Kim. Quý vị thân mến, trên đây Linh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ vận trình tử vi của những gia chủ tuổi Bính Dần trong tháng 7 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, quý vị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi và suôn sẻ nhất. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.